Cha hãy yên nghỉ nha. Những gì cha tranh chối cuối cùng chúng con sẽ thực hiện cho cha. Cha ơi, chúng con xin lỗi về những việc làm đã gây ra cho cha. Xin cha hãy nhắm mắt lại, đừng trách chúng con gì cả. Cha cứ yên tâm, đi xuống suối vàng đi. Chúng con hứa sẽ sống tốt, sẽ thay đổi bản thân của mình. Thì ra cái mùi hôi thối đó lại phát ra từ chỗ này. Này, những Speakerman kia, mau đốt cái xác này nhanh đi. Nếu không nó sẽ thi biến, lúc đó mọi việc khó lường lắm. Tên con người này, người ở đầu to gan dấn vào lãnh địa của loài Speakerman bọn ta, rồi ăn nói sàm bậy nữa. Đó chính là cha của bọn ta. Cha bọn ta đã nằm xuống, người suối dại kêu bọn ta đốt xác ông ấy à. Bọn người điên rồi à. Các người phải tin ta. Mặc dù ta là một con người nhưng ta là thầy pháp, chuyên vận chuyển xác chết bằng thi biến. Ta vô tình đi ngang qua đây thì thấy được chuyện này nên khuyên các ngươi hãy xử lý gấp. Thì ra là một tên thầy pháp định làm tiền. Mau cút đi, bọn ta không cần ngươi đâu. Ngươi đứng ở đây một hồi, bọn ta sẽ giết chết ngươi bây giờ. Ta đã cố gắng hết sức khuyên ngăn các ngươi mà các ngươi không nghe. Vậy thì các ngươi hãy nhận hậu quả mà các ngươi đã gây ra cái chết oan ức cho cái xác đó đi. Đúng là một tên lừa đảo. Thôi các anh em, nhanh chóng về nhà nào. Báo thù, ta phải báo thù. Cuối cùng thì lão già đó cũng chết. Mình phải tìm cách dành phần lớn tài sản của lão về tay của mình mới được. Hả? Sao cái mùi này quen dữ vậy? Giống như cái mùi xác chết của cha mình mà. Rõ ràng lão ấy được chôn ở nghĩa trang rồi. Sao lại có mùi bay tới tận nhà của mình chứ? Trả mạng cho ta. Không thể nào. Là xác chết của cha mình mà. Trời ơi, không phải con không có hại cha đâu. Là thằng hai và thằng ba ép con đầu độc cha đó. Con không có ý đâu cha. Đừng mà, cha ơi. Báo thù. Lạy Chúa trên cao, xin hãy ban phước lành cho anh em chúng con. Chúng con bất đắc dĩ lắm mới làm vậy với cha của chúng con. Chúng con xin thề kể từ nay sẽ ăn chay và đọc kinh thánh, làm điều thiện lành. Và xin Chúa hãy rước linh hồn của cha chúng con lên thiên đàng để ông ấy được vui vẻ. Ồ, anh hai ơi, anh có ngửi thấy cái mùi gì đó quen thuộc lắm hay không? Hình như cái mùi này chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Ta đến đây để đòi lại mạng từ các ngươi. Trả mạng cho ta. Chết tiệt, hình như là mùi xác chết của cha chúng ta mà. Sao nó bay tới tận nhà thờ này dữ vậy? Hả? Nhìn kìa, là cơ thể của cha chúng ta. Ai đem nó tới đây vậy? Chết đi. Các người không xứng đáng tồn tại. Ta sẽ đòi lại mạng từ các ngươi. Dừng lại, tên Speakerman kia. Thì ra chính ngươi đang làm loạn ở thế giới này, giết chết đồng loại của mình. Hả? Quái quỷ gì đây? Là một lão già Speakerman đã chết mấy ngày, vừa mới được chôn mà. Sao lão lại ở đây? Ta đi đòi mạng, ngươi không liên quan. Cút đi. Chết tiệt, người của lão bốc mùi hôi thối quá. Đã vậy lão đã chết rồi, sao có thể chuyển động được? Dừng lại, có phải cơ thể của lão đang bị bùa ngải sai khiến, chủ yếm để đi giết chết chính con cháu của mình không? Ngươi cản đường ta. Không, ta sẽ lấy mạng ngươi luôn. Ta chết oan. Ta phải đòi mạng. Rồi. Pháp sư ơi, ngài ở đâu rồi? Cuối cùng tôi cũng đã một Speakerman à? Có chuyện gì vậy? Ngài không còn nhận ra tôi hay sao? Mấy ngày trước anh em chúng tôi đã tổ chức đám tang chôn cất cha tôi, thì ngài xuất hiện bạo đốt đi cơ thể của ông ấy. Ông ấy sắp bị thi biến. Bây giờ ông ấy đã thi biến thật sự rồi. Ông ấy còn giết chết chúa tể Titan Speakerman và biến thành một cái xác chết khổng lồ di động. Không ngoài dự đoán của ta, cuối cùng chuyện kinh hoàng này đã thật sự xảy ra. Nhưng đây là do quyết định của các ngươi. Vả lại, ông ấy đã chết một cách oan ức, khiến cho cơ thể ông ấy thối rữa một cách lạ kỳ và trở nên thi biến. Âu cũng là những hậu quả mà các ngươi đã gây ra. Bây giờ các ngươi hãy chịu điều đó đi. Làm ơn giúp chúng tôi đi. Bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho ông mà. Cha của tôi đã giết sạch hết mấy anh em của tôi rồi, chỉ còn mình tôi sống sót mà thôi. Ta không cần tiền của các cậu đâu. Mau nói chỗ cha của cậu giờ đang ở đâu. Ta sẽ đi xử lý cái xác cương thi đó. Thành phố Speakerman của chúng tôi đang bị cha tôi náo loạn, nên bên phía của loại cameraman cũng đã cho người dụ cha tôi ra khỏi thành phố Speakerman đến một khu rừng. Được rồi, ngươi mau dẫn ta đến khu rừng đó đi. Bọn đáng ghét, các ngươi xen vào chuyện của ta, ta sẽ xé xác ăn thịt các ngươi. Mọi người hãy cẩn thận, mau tản ra. Lũ cameraman này, các người ngăn cản không cho ta báo thù, không cho ta giết chết lũ đáng ghét đó. Ta sẽ chuyển qua giết các ngươi, giết chết hết tất cả loại của các ngươi. Đây, thưa cương thi Speakerman kia, đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Kẻ nào lại tiếp tục ngăn cản ta, ta sẽ xé xác ngươi, ăn thịt ngươi. Chết tiệt, thưa cương thi này chỉ có mấy ngày trôi qua thôi, sao lại trở nên khổng lồ dữ vậy? Không ổn rồi, phải nhanh chóng ra tay thiêu rụi nó thôi. Nếu không, tất cả mọi thứ sẽ bị tan tác dưới tay của nó mất. Một tên con người, ngươi là ai? Sao ngươi xen vào chuyện của ta? Ta là pháp sư diệt cương thi, và thứ ma quái như ngươi chính là mục tiêu mà ta cần phải tiêu diệt. Hãy xuống địa ngục đi, quay về nơi vốn có của ngươi. Ngươi đã chết rồi, không thể nào quay trở lại trần gian để làm điều sắm bậy được đâu. Đáng ghét, ngươi định giết ta, không dễ như vậy đâu. Ta sẽ nhai đầu luôn ngươi, không có kẻ nào có thể chống lại ta. Ta sẽ giết hết, giết sạch hết những kẻ nào làm hại ta, khiến cho ta đau đớn, khiến cho ta thành ra thế này. Chết tiệt, suốt mười mấy năm hành nghề thầy pháp, mình chưa bao giờ gặp thứ cương thi nào mạnh như thế này. Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục mình sẽ bị nó ăn thịt mất. Không có cách nào khác, mình sẽ kết liễu nó, dùng tính mạng của mình để thiêu rụi nó. Chết đi! Ngươi định làm gì? Ta không dễ dàng chết như vậy đâu. Tên pháp sư đó ngược lại còn bị ta hấp thu hết sức mạnh. Được rồi, lũ cameraman, ta sẽ sang bằng thế giới các ngươi. Gì thế này? Kẻ nào to gan dám vào thẳng trung tâm thành phố của chúng ta? Không lẽ là thứ đó là cái xác chết biết di động bên phía thế giới Speakerman đang làm loạn hay sao? Ta sẽ nhai đầu, bẻ cổ, giết chết hết các ngươi. Lũ nhiều chuyện dám xen vô chuyện của ta báo thù, bây giờ các ngươi phải nhận hậu quả. Chết tiệt, chết tiệt, anh em của ta, anh em của ta, sao ngươi dám giết chết họ? Ta sẽ phanh da sẽ thịt ngươi thành trăm mảnh, từ ngươi tổm xác chết kia. Chỉ tại các ngươi nhiều chuyện, lo chuyện bao đồng, các ngươi nhận lấy hậu quả như thế này là đích đáng. Ta sẽ xóa sổ luôn lợi của các ngươi, mà siết sạch những kẻ nào cản đường ta. Đo máu phải trả bằng máu. Những kẻ nào hãm hại ta ra nông nỗi này đều phải nhận lấy hậu quả. Chết hết đi.